mùa thu hay được đồng hành cùng một câu chuyện gì đấy, như là mùa thu yêu đương, mùa thu chia tay. Có đầy thơ tình và các bài hát tranh ảnh về mùa thu. Có vẻ như những gì diễn ra trong không gian ẩm ướt lá rụng nhếch nhác luôn trở nên si nê và mùi mẫn hơn. Người ta chắc sẽ ít quan tâm đến một cuộc tình tan vỡ vào mùa hè, nhưng nếu anh chàng đó bị đá rũ mùa thu lá rụng bâng khuâng thì sẽ thành một câu chuyện hoài niệm và đáng được khai thác. Mình luôn có cảm giác là thu qua rất nhanh, kiểu như chỉ là thời điểm chuyển giao của mùa hè sang mùa đông. Đặc biệt là năm nay, ai mà quên ngắm màu lá mới thay vàng thì chỉ còn kịp thấy các cảnh sơ sác sau mấy trận mưa dông bất ngờ gần đây. Dạo này mình và các bạn chăm tới công ty hơn và chơi nhiều hơn để vớt vát tình cảm xa cách của bọn mình do bị thích làm việc từ xa sau vài đợt giãn cách. Mais emmenez contre jour. Je vous écoute pour le dessert. Un cake de fake, s'il vous plaît. Le cake, ça sera 1 euro supplémentaire dans la salle. Ça marche. Des pâtes de fruits. Oui. Non, c'est très regarde sucré. Camion qui fout, ouais. Bah, c'est juste du sucre et du sirop. C'est le dernier que notre. Oh là là, génial. Justine Bieber, c'est hyper dur. De... Non mais. Peut-être ouais, que ce que je vois juste, il a beaucoup de citations. J'aime bien ce que tu dis, Mine. J'aime bien ce que tu dis, Mine. Jean-Claude Van Damme. Oui. Voilà. Merci pour la joie. Si ça fait du bien. Oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. C'est mignon, hein? On est entré dans l'armoire! Moi, mình và chú rể rủ nhau ra ngoài để ngắm lá vàng. Dù ở đây cũng vài năm rồi nhưng bọn mình chưa bao giờ hết kinh ngạc với vẻ đẹp của thành phố này. Thank you.
certain you have everything that's the fare for the train back and the ferry? Of course. Because Lord knows what happens if you get stranded. Ngày mai là sinh nhật mình rồi. Tuy nhà chưa lắp đồ xong nhưng mình vẫn muốn tranh thủ cái dịp thêm một tuổi này để rủ vài bạn thân sang chơi. Nhưng mà lần này có mỗi 2 bạn. 3 bạn. Nhưng mà để mọi người mua bánh thì sẽ đắt. Mình sẽ tự mua. Rớt quá. Chị đã tưởng tượng là lá rụng dày xong rồi khô ráo cơ nhưng mà trông hơi thảm. Je dois le mettre dans le frigo avant de manger. Oui, c'est ça. Dès que vous rentrez, vous le mettez au frigo. Mọi người sao nhiều máy quay quá, chị căng thẳng quá. Không có ca mổ nào được, nhiều phóng viên đây này. Căng thẳng. Hôm nay là Halloween và cũng là ngày mình chui ra đời. Và để mừng ngày này thì chú rể đã lên một lịch trình khá là cơ bản nhưng chắc chắn là mình thích, đó là đi xem triển lãm cả ngày và ăn uống no nê. Vinh chuẩn bị bánh gà tô mừng sinh nhật đấy. Thế cơ à? Cái ủi ngoài anh hưởng mất rồi. Ủa lắm rồi. Thôi lắm rồi. Thôi lắm rồi. Thôi lắm rồi. Thôi lắm rồi. Đúng rồi. Chè đi. Ui trời ơi yêu. Ông ngon nè ông ạ. Nằm giữa sông Sen và đại lộ Champs-Élysées với cổng vào lung linh, Petit Palais hay bị đóng chiếm bởi các cặp đôi chụp ảnh cưới theo phong cách hoàng gia. Ở đây lưu giữ bộ sưu tập các tác phẩm phong phú trải dài từ thời cổ đại đến đầu thế kỷ 20 và là nơi diễn ra cả những triển lãm đương đại mới nhất nữa. Dù tên là Petit, nhưng đây lại là một công trình hoành tráng từ ngoài vào trong. Cả khu vườn rộng cũng được trưng dụng để trưng bày các tác phẩm một cách vô cùng duyên dáng. Bàn gì vậy ạ? Bàn để viết.
với tỷ lệ 1:1 luôn ý. Em như là bọn trẻ con rồi. Cái này đường này. Nhận ra cái gì không? Ô, anh chọn nó còn chín à? Không, một đường bóng. Kiểu bóng được. Kiểu muốn đi đá bóng nhưng mà bị chị mắng. Chất liệu giống đã em mua rồi, em mua vậy. Bây giờ bé áo nhỉ. Chúc mừng sinh nhật vợ. Bọn mình tiện đường tạt vào Tuileries ngắm thêm hoàng hôn và uống chocolat chaud cho ấm bụng nữa vì hôm nay trời khá lạnh. Thank you.
Hôm nay là Halloween nhưng ở đây trông như đã Giáng sinh rồi. Các gian hàng luôn được mở thật sớm để mọi người kịp trang trí nhà cửa và mua quà cho người thân. Cùng với Tết thì đây là mùa mà mình yêu thích nhất trong năm và cũng là một nguồn cảm hứng nuôi dưỡng cái ý định du học của mình ngày xưa. Vậy là video sẽ kết thúc ở đây bằng buổi hẹn hò nhân dịp sinh nhật của mình. Lấy lý do vậy thôi, chứ thực ra thì không sinh nhật thì mình vẫn hay đi chơi mà. Chỉ mong tuổi mới luôn khỏe này và nhiều năng lượng để khám phá mọi điều trong cuộc sống này. Chúc mừng sinh nhật cả các bạn sinh ra mùa thu đông như mình nữa, vì chúng mình đều là những em bé kiên cường và chịu lạnh tốt mà.